Kinh tế và chính trị là hai phạm trù khác nhau đúng không anh? Giỏi kinh tế chưa hẳn làm chính trị giỏi, tất nhiên là em. Bữa nay anh muốn nói một chút về Afghanistan, tụi em phải thả pháo với Afghanistan nha. Cái vấn đề nhà nó hài ở chỗ á là 9 tỷ rưỡi đô. Người dân Afghanistan bây giờ đang rất là thiếu thốn, đói khổ. Chịu. Đúng. Chính xác. Mà Không bản những thân là chính phủ mới lên cũng làm ăn được cái cô gì hết. Ngoài chuyện ra những lực này nọ Hồi giáo hà khắc. người dân là phải bán con đi để mà kiếm tiền mua lương thực rồi các bạn. Lỗi không phải lỗi người dân, lỗi định mệnh mà ơi. Với lỗi là Taliban. Taliban làm cuộc cách mạng không có triệt để. Thí dụ như Taliban làm cách mạng xịn sò là đập chính phủ cũ nhưng mà phải lót đường với Mỹ cái đã. Nói Mỹ thôi giờ em thấy chỗ ông đó vậy mà ổn. Chứ mà còn là đập chính phủ Mỹ, đập chính phủ cũ xong rồi đập Mỹ luôn, đập luôn khối từ phương Tây luôn toàn nước. Tự tìm cái đường ngoại giao. Hôm bữa em có dùng Moscow Gainer BBT uống lên 6 kg luôn sếp. Sắp về nữa rồi nè, mắt quốc dân mà. À, Mỹ sắp thành thế dưới Trung Quốc rồi, khương mình vị trí số 2 anh nghĩ sao? Khi nào mày có mày đi qua Mỹ mày chơi đừng cái đi rồi mày nói tao câu này tao nghe mày ơi. Còn bây giờ em ở Việt Nam mà em ngọn đọc báo em nói câu này thì cái Mỹ nó cười nhẹ phát, nó cấm visa luôn, nào nhục biết liền đúng không? Có thể em nói là suốt cuộc đời này em cũng cần qua Mỹ đúng không? Em có quyền nói vậy. Nhưng mà tự nhiên bây giờ bị nó cấm, tự nhiên mình cảm thấy mình nhụt rồi. Đúng không? Cái chuyện mà mình không qua nó khác cái chuyện nó cấm mình qua. Kỳ ta, thế giới giờ quyền tự do đi lại mẹ, chứ bạn chơi bằng cấm mình bạn. Khi mà các bạn xưa giờ trước khi Mỹ rút thì Afghanistan có từng thân với quốc gia nào không anh? Thân gì? Thân Mỹ. Thân Mỹ hồi xưa thì thân nào không biết. Là chính quyền Mỹ, à chính quyền cũ của Afghanistan. Hồi xưa thân Liên Xô nữa, hồi xưa thân Liên Xô, xong rồi cái phe thân Mỹ nó ăn, phe thân Mỹ nó ăn Liên Xô vô đập, Liên Xô thua, Liên Xô thua, xong rồi mới tới Taliban bây giờ. Nhưng mà sao em thấy các cái chính quyền tay sai sau này của Mỹ anh thường là cái tuổi đời thì nó cũng khá là ngắn. Ví dụ như là sau này các cái kiểu chính quyền thuộc địa mà kiểu mới á. Ừ. Đó. Ngắn ví dụ. Đó thì ví dụ là bạn kia hồi năm 75 nhà em rồi Kabul. Bà kia vậy à? Không, Kabul nó là nó vậy nè em. Cái thời á nó cái thời mà Liên Xô thất bại á, là phe thằng Mỹ ăn đó. Đúng không? Rồi sau này á rồi tới bây giờ Kabul thất bại là phe thằng Mỹ thua. Thì cái dòng xoáy nó lặp qua lặp lại trong nước. Afghanistan nó vậy thôi, Afghanistan nó đâu đường ra đâu. Nó còn cái bạn kia này không phải là thân Mỹ mà cái bạn kia là con Mỹ, Mỹ dựng nên nó khác. Còn so với ví dụ như mày 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 đẻ ra xong rồi mày lớn lớn từ từ 18 tuổi rồi Mỹ nó vô nó nhận làm em nuôi nó khác. Em hiểu không? Một cái đẻ ra với một cái làm thân thì nó khác. Nó khác bản chất. Vì Triều Tiên mới có một tuần phóng 3 quả tên lửa lựu đạn. Nam Hạ là gì hù hù Nam Triều nó quéo luôn, quéo cái con khỉ chứ quéo. Bây giờ bên Nam Hàn nó ăn sushi. Nó chơi cái gì đó ta? Nó ăn sushi rồi nó coi cái gì nó coi cái gì mà ban nhạc gì của nó đó. Nó có ban nhạc gì cũng lớn lớn, nổi tiếng mấy bạn trẻ Việt Nam thích nghe ban nhạc gì đó. BTS. Ở đó. Ở đó ông ăn muốn phóng tên lửa mì hù thiên hạ không biết. Bây giờ đó, ngồi ngồi coi lại coi, phóng hoài để làm gì vậy? Đúng không? Ăn miếng trả miếng với Mỹ. Không để làm cái gì cả, cái vấn đề là không để làm gì cả, phóng lên cũng chả chết ai. Nhưng mà mỗi lần phóng cái là phóng đóng tiền, mà trong khi dân mình khổ xong sinh ron rồi. Ví dụ như phóng một lần à biết mình có đó, ok được. Còn này phóng hoài á, thật sự mình coi nghiên cứu về Nam Nam Triều Nam Nam Hàn Bắc Hàn chừng có phận mười mấy năm nay rồi đó. Thời gian đầu mình thấy còn phê phê, thời gian sau cái mình thấy hết phê rồi bạn ơi. Năm nào cũng vậy. Nó cứ vậy hoài à, nó cứ phóng hoài không giải quyết được cái gì hết. Thí dụ mình phóng một cái
mà mình có lợi cho đất nước mình, dân mình nó no thêm xíu, đúng không? Đó thì ok, rồi phóng thì cứ phóng thôi, bên 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 Nam Hàn nó giàu nó cứ giàu, ảnh hưởng gì đâu. có để xin xỏ cái gì đó mà. Thì tất nhiên là cái chuyện đó là có, nhưng mà nó không để làm cái gì cả, để mình là một người quan sát, Vâng. mình cảm thấy nó không có tìm được cái lối ra. Bây giờ đời người có 60 năm, bây giờ sống sao để cho nó khá khá lên là ok, đối anh chỉ vậy thôi. Dân giàu nước mạnh ok. Chỉ còn giờ cứ bây giờ các bạn cứ ngẫm đi, chiến tranh Triều Tiên năm 1953 kết thúc thì mấy cái người nào sinh năm 53 thì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi. Dữ mày. Ờ đúng rồi đó. Đúng không? Thì có phải đâm ra sống một kiếp nó gọi là mình cứ nói sao ta? Thí dụ như người ta sống tới năm 20 tuổi, người ta đi học trường này trường kia, người ta đi vòng quanh thế giới, người ta vợ đẹp con thơ, người ta mở mang tri thức. Còn đằng này 70 tuổi nó vậy đó. Thì cái này không phải là something wrong mà là all wrong luôn, một đống wrong luôn. Phóng để hồn Mỹ không dám đụng đến, Mỹ đụng đến làm gì ba? Nếu mà bạn là Mỹ bạn có đụng không? Này là bạn tự tự bạn nghĩ ra thôi à. Tôi cảm thấy này là tự bạn tài đinh bạn nghĩ ra là phóng để Mỹ không dám đụng đến, mà nếu mà tôi là Mỹ tôi chẳng đụng như để làm gì, có giá trị thương mại gì đâu. Tức là một số người thì nghĩ là để giờ là Nam Hàn sẽ đánh Bắc Hàn để lấy đất anh. Nếu mà anh Nam Hàn anh cũng đánh luôn, Tại sao lại như vậy? tự nhiên nước mình đang giàu quýnh này chi trời, quýnh nó là mình không đúng. Bây giờ cầm quân đi quýnh là không đúng rồi đó, mà tự nhiên mình đang ngon lành mình quýnh rồi để mình lấy đất xong rồi dân đó xử sao? Dân Triều Tiên mấy chục người đó xử sao? Nuôi nuôi cơm hả hay làm gì? Thì như kiểu cũng giống thì bây giờ Nam Hàn cũng sẽ giống như Mỹ chẳng hạn, giống như là cho dân Bắc Triều Tiên là giống như người nhập cư vô Nam Hàn thì thôi, xong rồi cho họ cơ hội để dần lên. Thôi mệt quá, giờ nó tóm lại nè, giờ mày với hàng xóm mày mày nhà triệu phú, thằng hàng xóm thằng hàng xóm mày cũng có nhà đó, nó không phải ăn mướn thôi mà nó nghèo quá, mày có qua quýt lộn nữa không? Chắc chắn là không rồi anh. Ừ đó, rõ ràng chứ, Hàn Quốc quýnh anh Triều Tiên chứ ông nội. Tức là các bạn tự đưa ra cái quan điểm của bạn, nhưng mà quan điểm bạn đâm ra nó không hợp lý. Tôi là Mỹ tôi còn không đụng ăn này luôn, đụng chỉ đụng vì phải có giá trị thương mại chứ. Nhưng mà ví dụ ở một cái khía cạnh xét cái góc nhìn nó vĩ mô hơn là bây giờ Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc, Rồi là bây giờ ví dụ như chiếm được Triều Tiên hả? Cái vụ dân thì em nói như ví dụ cho như làm như dân nhập cư Mỹ đi hồi nãy đi, dân thì con khỉ thôi bỏ chứ qua đi được sao, được không được sao, bỏ qua được mấy chục triệu dân mà mày kêu bỏ qua. và bây như giờ bây giờ cái vấn đề dân Triều Tiên sẽ như thế nào rồi ok đi, ví dụ cho quýnh ăn luôn đó rồi ok, dân Triều Tiên làm gì? mua cơm cho làm lao động chân tay, phục vụ dân thượng đẳng bên Hàn Quốc, Phục luôn làm hả, các cái công việc chân làm tay, ô xin hả? đúng rồi. Ừ rồi xong qua cướp hết đất tao luôn, Dạ. trong quốc tế nó chịu. Trong quốc tế nó chịu, mà chưa kể quýnh quýnh chắc là thằng kia đầu hàng, đúng không? Tự nhiên mày 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 dồn người ta chân tường, người ta đập lại mày, tôi đâu đâu tự nhiên đôi đi vô chiến tranh vô nghĩa, đâu có lợi đâu em. Thì bây giờ xét cái cạnh này cũng cho là em giải thích là phải đánh đi, giải thích là phải thống nhất Nam Hàn Bắc Hàn đi. Không, cái logic nó kỳ lắm em, thống nhất nhưng mà thống nhất với vị thế là hàng Hàn Quốc mà ăn mà không tiếng súng thì ta còn thống nhất, chứ còn nếu mà thống nhất mà phải Chiến chia tranh. là không thống nhất rồi đó. Nếu mà bạn là người Hàn Quốc bạn có chấp nhận chia không? Không, bạn phải nói chuyện phải đặt trên quan điểm bạn là người Hàn Quốc chứ, còn tất nhiên bạn là đặt trên góc độ người Triều Tiên là chắc chắn bạn không muốn rồi đó, cái chuyện đó khỏi bàn, mà vấn đề là có dám quốc hay không thôi, đúng không? Còn cái chuyện Hàn Quốc tôi nghĩ là chắc không có dạy dột Hàn Quốc đâu, mà thêm ông Mỹ nữa cũng chả dạy dột gì dính vô miếng này để làm gì cả. Hồi xưa lỡ mà năm năm mấy chiến tranh thế giới thứ hai vừa xong thì mình lỡ tay lỡ chân thì nó dễ 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 tính, còn bây giờ nó không có, nó gọi là nó hấp giá trị thương mại rồi. Còn anh thấy cái vị trí địa lý của Triều Tiên á, rồi như bây giờ mà Mỹ tiến được tới đó, có thể tiến đánh vào phía Trung Quốc mình. Đương nhiên nên hồi xưa thì là đúng, còn bây giờ nó quýnh nó bắn tên lửa thôi chứ mắc gì phải đứng sát bờ bờ đất người ta rồi đánh làm gì,
thì ví dụ như giống đế chế thì đặt cái sổ càng gần càng tốt thôi. Cái sổ gì mà bây giờ biết tên tên lửa tầm trung nó bắn tới đâu, bây giờ đâu còn nói tên lửa tầm xa đâu, bên Seoul nó có tên lửa tầm trung nó bắn tới đâu chả được. Nên cái chuyện không cần phải nhất thiết mà sát đất, nên nên câu chuyện bây giờ nó không đơn giản là giờ ai đánh ai hay là Triều Tiên thống nhất như nào mà tiếng súng. Yeah. Cái đó nó anh nghĩ là nó không trong game thôi, nó không khả thi đâu. Nói như bạn này nói cũng đúng nè, đó không đó, bạn này nói thì ok, đụng đến triều triều toan quá, đụng đến làm gì, nó phải có lý do nữa đó. Dù Triều Tiên sai 100% dầu hay 100% ngàn gì đó thì lúc này á là quýnh vô còn có lý. Ừ, ok, cứu nhân loại, cứu thế giới. Không giờ thì nó quýnh làm cái gì, không có đánh đâu, mày em lo quá. Nên nó tóm lại á là quan điểm của mình thấy á, là những cái trái tên lửa của Triều Tiên phóng lên không làm cho dân mình no hơn, đúng không, nhưng mà có thể làm cho dân mình sướng sướng bằng cái cảm giác là quốc gia mình có tên lửa bắn lên vậy đó. Thì cái đó là cái đó là mình cũng no idea luôn, mình không ý kiến, nhưng mà mình chỉ phải viện dẫn cho bạn một cái là nếu mà một người nào sinh từ năm 1953 tới giờ là 70 tuổi rồi đó, ai cũng có một kiếp đời hết, ai cũng có một cuộc đời hết, vậy thôi. Thôi đừng có spam quá nha. Xin chào anh CC Trương nha. À, Triều Tiên phóng tên lửa nhiều để Mỹ có cớ tăng phí bảo kê. Nói chung em cứ tối ngày xăm soi mấy đồng bạc cắt nó làm gì. Quan điểm mà nói rất là nhiều rồi, phí bảo kê 10 tỷ cũng hợp lý. Nếu mà không có Mỹ thì không có hàng, nhớ ơn nó mà sống. Vậy đi, anh đang nói cho người hàng nha các bạn. Không có Mỹ thì không có hàng. Ông bây giờ tao đầu tiền bảo kê có chút xíu và GDP ông tới 1.500. Không có Mỹ cũng chả có GDP 1.500 luôn, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói tăng phí bảo kê thì trước cái thời tổng thống Donald Trump, cái vụ mà tăng phí bảo kê của Mỹ với các đồng minh thì em nghe nó rất là ít. Nó không có được nổi bật như cái thời ông Donald Trump lên nói những cái vấn đề, đề cập tới cái vấn đề tăng phí này. Đúng, tại vì những đời tổng thống khác người ta ngoại giao mềm mỏng, ngoại giao kiểu mà lấy tiền thuế của dân Mỹ mà đi roi thế giới. Nhưng mà ông Donald Trump mà mắc American Rich Again là American First thì nó phải win-win mà nó công bằng thì ông tăng phí, đúng rồi. Mà tăng phí có ở đâu rên, ông Hàn với ông Nhật là cái chuyện mà tăng phí ông rên là ông cực kỳ ích kỷ. Nó vừa phải thôi, đúng không? Ông giàu muốn chết luôn mà lấy có 6 tỷ đô à, ông rên hừ hừ, nghe mắc cười. Nghe là mình khách quan trung lập đứng ngoài mình cảm thấy không đúng rồi. Còn ví dụ như các bạn binh Hàn Quốc trong vụ đó, bạn cho mình nghe cái lý của các bạn đi. Ví dụ như vụ phí ok đó, bạn binh chỗ nào? Vì qua một đời người hai miền Nam Bắc Hàn hết cơ hội thống nhất rồi. Ừ, mình cũng nghĩ như bạn vậy đó. Vì đây, Hàn Quốc đòi Nhật bồi thường chiến tranh, nếu như vậy Việt Nam có được đòi Hàn Quốc bồi thường chiến tranh không anh? Ủa, phải đòi lần chuyện nó trả không chuyện khác. Thì bây giờ nó ODA Việt Nam vô cũng nhiều và chắc về rồi đó. Nói chung em này nó nói nè, đừng có tham quá, vừa vừa thôi. Tham quá đôi khi nó ngược kèo nha. Anh thấy chuyện quá khứ nó khác về rồi, giờ tương lai hợp tác làm ăn thì nó cũng ok rồi, hiểu không? Nhắc lại mấy chuyện xưa chi nữa mấy em. Chừng khi nào nó quên nó láo láo quá thì mình nhắc thôi. Chứ giờ tính suy cho cùng, Hàn Quốc đầu tư FDI cho Việt Nam rất cao, còn Nhật Bản thì ODA, hiểu không? Còn Nhật thì ổ lộn, còn Mỹ thì hỗ trợ về tùm lum hết á, an ninh cũng có, quốc phòng nhẹ nhẹ cũng có, giáo dục rồi tùm lum hết á. Giờ tao nói là gì, không có cái gì vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn thôi. Nói chung là match Việt Nam first again đi, match Việt Nam first đi. Đó, Việt Nam first nha. Cái gì match Việt Nam rich forever. bất động sản ảo quá thành bong bóng rồi sẽ vỡ. Giờ phải hướng theo nền kinh tế sản xuất thôi, bậy ba dịch vụ bóng mèo ăn hả? Ông này cứ ăn rồi sản xuất miết à. Còn bất động sản chỉ phân phối lại tiền trong nền kinh tế chứ ít tạo ra giá trị. Câu sau thì nghe ok, nhưng mà câu đầu là thiếu dịch vụ không được nha. Mấy ông quên rằng dịch vụ là ngành nó sướng nhất luôn á.
So hàng với Nhật thì chơi với Nhật được hơn, Hàn nó đẻo và khinh người hơn đúng không Duy? Không biết, không có chơi với Hàn nào không biết luôn. Mình chỉ biết Hàn qua nước Hàn thôi chứ mình không có chồng thằng bạn nào Hàn hết. Nên cũng biết nó có đẻo không đẻo, nói chung mình chơi với người ta mình tôn trọng nhưng mình đề phòng. Thằng nào mình chơi cũng được hết á. Nhưng mà nói châu Á nó không lỗi nhiều hơn nha bồ. Bồ chơi với nước châu Á bồ nên cẩn thận á. Đó là kinh nghiệm mình thôi. Có thể là không đúng nha. Hàng Nhật thì cũng có hàng đít hàng đan. Nhật cũng vậy đúng không? Anh nếu mà nói về cái vấn đề của Afghanistan khi mà bây giờ chính quyền À, tên anh này cũng nói thích câu nói gì đó của anh, vậy tên này có tư tưởng phản động không em, tên nào? Trần Trọng Kim đó. Trời ông đó ông bây giờ ông gọi là qua bao nhiêu thập kỷ rồi, có phản hay không phản thì nói gì nữa, thí dụ tùy góc nhìn của bạn thôi, giờ có ổng có phản động thì ổng cũng xong rồi vậy thôi. Mà ổng làm chính quyền cho Nhật mà Nhật cũng đó chiếm Việt Nam thì là gì, hỏi gài không mà ba, đúng không, động não một chút đi. Thí dụ giờ ngày xưa Pháp chiếm Việt Nam mà làm chính quyền cho Pháp thì kêu là gì, tay sai đúng không, gọi là gì, kia gọi là chiến tranh cái gì cách mạng, đánh đánh Pháp nè, là đánh giặc ngoại xâm Pháp nè, rồi đánh bè lũ tay sai nè, bán nước tay sai bán nước chung một loại, rồi thứ hai là đánh đánh gì đánh đánh phong kiến nữa. Là lẽ đi nha, mấy ông mà thả pháo chậm quá tôi chán, tôi nghĩ á, nó trước rồi đó. 9,5 tỷ đô của Afghanistan Ừ. xin Mỹ đúng Xin không? Mỹ giải phóng chứ không phải là xin Mỹ tìm nó tiền quá nó tăng. À, hiện tại Mỹ đang phong tỏa các cái tài Đúng sản rồi. của chính quyền của Đúng rồi. Afghanistan. Mà bây giờ Afghanistan sư kêu xin chứ Mỹ nó thả cái móc. Có ông Liên Hợp Quốc trong đó nữa. Có ông Liên Quốc là cái ông mớm lời, ông mớm lời kêu thôi nhà Mỹ thả cho đi, cho nó cứu trợ cho dân, làm gì có cái đạo đó. Liên Hợp Quốc thì cũng tương ứng với chính quyền Mỹ. Không biết tung như nào, nói chung Liên Quốc với Mỹ giờ hết bằng lòng rồi đó, hết bằng lòng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nè là trong góc độ của chính phủ Mỹ á, là người dân Afghanistan khổ như vậy là tại ông Taliban, thì bây giờ làm gì có chuyện ông nhả cái này ra, không bao giờ có đâu. Bây giờ Taliban sinh ra cũng vô vọng, bây giờ mới nói là Taliban làm cuộc cách mạng nó triệt để, tức là chỉ biết quýnh này à, không biết suy nghĩ, hiểu không? Ok, ông tiến vô Kabul nhanh quá, ông giải phóng Kabul hay quá, nhưng mà cái vấn đề hậu Kabul như thế nào ông làm được? Không có cái định hướng để nó phát Ừ, triển cái gì vấn đề hậu để Kabul thế nào ông làm được? Vậy thì ngày trước ông phải làm, ông phải lobby với Mỹ để đá đít kia ra thôi là nó đẹp. Nếu mà ông muốn cầm quyền thì ông đá đít thằng kia ra để cho Mỹ nó chọn mình, vậy nó sống khỏe. nhưng mà bây giờ ông vừa đá đít mà ông vừa đá luôn cả Mỹ luôn. Ông đá luôn Mỹ luôn. Thì ý chị nói YouTuber lên kêu khán giả tìm xem lịch sử Trần Trọng Kim, cũng ai biết YouTuber đó là thằng nào. Nói chung á, nó có phản động thì coi cả quá trình của nó làm gì mới được chứ chị ơi. Chứ giờ thông qua sự kiện là mình kết luận nó có phản động hay phản động của nó hơi sớm. Anh Di kể chuyện đời ở Việt Nam đi anh, hồi trước anh vừa kể đời vừa hài vừa ý nghĩa, tùy chuyện với em. Anh thấy Mỹ có đểu không, anh sẵn sàng bỏ rơi đồng minh. Ủa mày bú nó hoài nó bỏ thôi. Thật sự ai bú anh hoài cũng bỏ nữa. Đồng minh cái phải khô gì kiểu đó. Nó nếu nếu mà em nói Mỹ đế đẻo là em khách quan cho mày. Em phải coi cái thằng nó bỏ thế nào rồi. Mấy thằng thì bú 21 năm. Thằng thì bú 20 năm. Bú người ta mấy ngàn tỷ luôn, đấm đấm ngang khí khô gì trơn á. Sao kêu người ta chơi hoài được. Chứ em thấy Nhật nó có bỏ đâu. Hàn có bỏ đâu. Đức có bỏ đâu. Tại vì người ta là đồng minh chất. Người ta sống người ta có lòng tự trọng, hiểu không?
Nhưng mà nói cái chính quyền cũ của Afghanistan làm kinh tế tốt có được mà. Không, cái chính quyền nó tham nhũng bỏ sự, nói chung cái chính quyền cũ mới gì đó nó đều tệ hết, nhưng mà mỗi ông tệ một kiểu. Cái ông cũ á, thì tham nhũng nhưng mà người dân thì ok, còn cái ông mới á, thì ông không biết có tham nhũng hay không thì không biết, nhưng mà riêng về cái luật với người dân rất là hà khắc đó. Mình nói là gì, gọi là không tôn trọng quyền con người luôn á, đúng không? Mà cái ông cũ là cái ông mà đi đi quýnh lộn không à, ông không có làm kinh tế nên đâm ra giờ vậy đó. Nên nó, bởi vậy nó nói là cái người dân Afghanistan người ta sống trong bể khổ, tiến cũng được mà lui cũng không xong. Họ kiểu họ tị nạn sang các quốc gia khác giống như dân Hồng Kông, thì cái đó là chỉ có những Cái mốc người chứ nó nhận, dân Hồng công nhận Kông là luôn. khác ông nội, dân Hồng Kông là kể như là tư bản nó trải thảm đỏ ra nó nhận, còn ông nội dân Afghanistan sợ mù chữ luôn, nó nhận qua làm gì? Bởi vì dân nó không có đít và có đát, bởi anh nói là cái tụi Hồng Kông mà tụi nó không sợ đói, nó vậy thôi à, còn mấy cái kia hên xui à. Còn tại sao người Afghanistan người ta đu càng qua Mỹ được? Đó là một số người ta làm việc với chính phủ Mỹ, người ta thân với chính phủ Mỹ và người ta có người bảo lãnh. Thí dụ như em làm việc với Mr. Peter đi, Mr. Peter biết em, Mr. Peter bảo lãnh em là ok. Còn nó phải là người dân Áo Tân nào cũng được, đúng không? Còn Hồng Kông thì nó nằm ở cái top đầu rồi. Thì Hồng Kông bây giờ đó, Hồng Kông với nó Mỹ nó khác nhau với cái khí hậu thôi, chứ còn về ngôn ngữ nó cũng không khác lắm. Mà cộng đồng người Hoa bên Mỹ cũng đông nữa, nên Hồng Kông nó khác nhiều.